bộ tư lệnh trung tâm mỹ sencom mới đây cho biết lực lượng an ninh iraq isf đã tiến hành các cuộc không kích chính xác ở đông bắc nước này tiêu diệt bốn phần tử thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is trong đó có một thủ lĩnh cấp cao tuyên bố của sencom nhấn mạnh các cuộc không kích do iraq tiến hành nhằm phá vỡ và làm suy yếu các mạng lưới tấn công của is tại iraq và được thực hiện nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo từ các lực lượng liên minh thủ lĩnh is thiệt mạng là ông sahadha alawi sali Ulewi al-Bazari, thủ lĩnh cấp cao nhất của IS ở miền bắc Iraq. Bộ Tư lệnh tác chiến Liên Hợp của Iraq trước đó đã thông báo các máy bay chiến đấu F-16 đã thực hiện các cuộc không kích tại tỉnh Kirkuk, sát hại bốn tay súng, trong đó có một thủ lĩnh quan trọng. Hồi đầu tháng, lực lượng bán quân sự Hashabi ở Iraq tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của IS trong chiến dịch truy quét tại tỉnh Babin, phía nam thủ đô Baghdad. Tuyên bố nêu rõ dựa trên thông tin tình báo, lực lượng Hashabi đã tiến hành chiến dịch ở khu vực Zost Anas, tiêu diệt một đối tượng được cho là chỉ huy quân sự của IS ở các tỉnh miền Nam Iraq. Một cảnh sát giấu tên ở tỉnh Babin cho biết, nhân vật này từng chủ mưu hàng chục vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Iraq. Vào hồi tháng 3, quân đội Iraq cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong một chiến dịch gần khu vực biên giới giữa Iraq và Syria. Theo Security Media Cell, một cơ quan truyền thông có quan hệ với Bộ Chỉ huy tác chiến chung của Iraq, Chiến dịch trên được triển khai dựa trên nhiều báo cáo tình báo. Các lực lượng an ninh Iraq đã thực hiện chiến dịch tại vùng sa mạc ở phía tây nước này, tiêu diệt một phần tử IS là Samir Khed Siahan al-Namrawi, chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay chiến đấu, vũ khí, thiết bị và chất nổ giữa Iraq và Syria. Theo một nguồn tin an ninh giấu tên, phần tử trên là một trong những thủ lĩnh nguy hiểm của tổ chức IS và bị truy nã vì liên quan đến nhiều vụ khủng bố. Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện đáng kể sau khi IS bị đánh bại vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn dư của IS đã trà trộn vào các khu vực đô thị hoặc dạt đến các vùng sa mạc, đồi núi hiểm trở ở nước này để lẩn trốn và tiếp tục hoạt động. Chúng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường. Cam kết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc tiếp tục hoạt động quân sự ở giải Gaza và Liban đã dập tắt hy vọng rằng sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Zaza Sinwar có thể giúp chấm dứt hơn một năm xung đột ở Trung Đông. Ông Netanyahu nói, cuộc xung đột vẫn chưa kết thúc, khẳng định kế hoạch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do. Chúng ta có một cơ hội lớn để ngăn chặn họ và gây dựng một tương lai khác. Phát biểu của ông Netanyahu trái ngược với bình luận của các lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington muốn khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn và đảm bảo việc thả con tin. Theo ông Miller, thủ lĩnh Hamas Zinqua khi còn sống đã từ chối đàm phán những nỗ lực của Mỹ, đồng minh chính của Israel nhằm làm trung gian cho các lệnh ngừng bắn với Hamas và Hezbollah đã thất bại vì Israel vẫn tiếp tục cuộc xung đột của mình. Một nhà ngoại giao cấp cao làm việc tại Liban nói với Reuters rằng khả năng cái chết của Sinwar giúp chấm dứt xung đột dường như khó có thể xảy ra. Nhóm chiến binh Palestine Hamas ngày 18 tháng 10 xác nhận thủ lĩnh Zaza Sinwar đã thiệt mạng ở giải Gaza. Thông báo được đưa ra bởi Khalil Haiza, một quan chức cấp cao của Hamas trong bài phát biểu trên truyền hình. Theo ông Hayza, thủ lĩnh Sinwar đã hy sinh mạng sống của mình vì sự nghiệp giải phóng của Hamas. Ông mô tả Sinwar là một người kiên định, dũng cảm và gan dạ. Ông Hayza nói, ông ấy đã kết thúc cuộc đời của mình trong tư thế ngẩng cao đầu, cầm súng nã đạn đến hơi thở cuối cùng cho đến giây cuối cùng. Trong khi đó, nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban tuyên bố sẽ gia tăng các hoạt động chống lại Israel. Iran, đồng minh của Hezbollah, Hamas cho biết tinh thần kháng chiến sẽ được củng cố sau cái chết của ông Sinwar. Theo các nhà phân tích, cái chết của ông Sinwar giáng một đòn đau đớn vào Hamas. Hamas vừa là lực lượng chính trị, vừa là lực lượng quân sự. Phong trào này vẫn tồn tại sau nhiều vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh của họ suốt hàng chục năm qua. Ông Fawwaz Gerges, giáo sư quan hệ quốc tế tại trường kinh tế Luân Đôn cho hay, ông Sinwar được nhiều người Palestine cùng hàng triệu người Ả Rập và người Hồi giáo coi là một nhân vật biểu tượng dám đứng lên thách thức Israel. Cuộc tấn công quân sự của Israel vào các khu vực có đông người Hồi giáo CIA ở miền nam Liban đã buộc hơn một triệu người phải di rời đến các khu vực có người Hồi giáo Sunni và cơ đốc giáo sinh sống, làm gia tăng căng thẳng tôn giáo và đe dọa sự ổn định của Liban. Majayon, một thị trấn có đa số cư dân theo đạo cơ đốc, đã mở cửa các trường học và nhà thờ để đón nhận những người chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của Israel, thể hiện tinh thần đoàn kết vượt qua ranh giới tôn giáo. Tuy nhiên không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với sự có mặt của những người di tản. Một số người dân lo ngại rằng trong số những người tị nạn có thể có thành viên của Hezbollah, lực lượng đối đầu với Israel, khiến họ lo lắng về nguy cơ bạo lực lan rộng. Sự lo ngại này không phải là không có cơ sở, đặc biệt sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến hai người thiệt mạng gần Majayon vào đầu tháng 10. Sự kiện này đã làm tan biến phần nào tinh thần hiếu khách ban đầu của người dân một số người di tản đã bị yêu cầu rời khỏi thị trấn khi căng thẳng leo thang. Ông Philip Okla, linh mục của nhà thờ chính thống giáo Majeon, chia sẻ rằng nhiều cư dân sợ rằng sự hiện diện của người tị nạn sẽ thu hút thêm các cuộc tấn công từ Israel. Những mối lo ngại này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Liban, một quốc gia có lịch sử xung đột tôn giáo kéo dài mà đỉnh điểm là cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990. Tình hình hiện tại không chỉ làm tăng căng thẳng tôn giáo mà còn đặt ra nhiều thách thức cho Hezbollah, một lực lượng vẫn duy trì vũ khí từ sau cuộc nội chiến. Hezbollah từng tự hào về khả năng cung cấp nhu yếu phẩm cho cộng đồng người CIA, nhưng cuộc khủng hoảng di cư lớn này đã khiến nhóm phải đối mặt với những áp lực mới. Một số người di tản cho biết, cuộc sống trong các khu tạm trú như trường học ở Beirut rất khó khăn và họ cần thêm sự hỗ trợ từ Hezbollah và chính phủ. Tuy nhiên, Hezbollah vẫn tiếp tục nhấn mạnh sự kiên cường của người dân và khẳng định rằng thảm họa này đang kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Ở Beirut, nơi đón nhận nhiều người di tản, các trường học được chuyển thành nơi tạm trú đang trở thành điểm nóng của căng thẳng. Các thành viên thuộc đảng liên minh với Hezbollah kiểm soát việc ra vào của những người tị nạn, làm gia tăng sự nghi ngờ từ phía người dân địa phương. Tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng ở các khu vực như Bochay, nơi cư dân đã ngăn chặn một xe tải vì lo ngại nó có thể chứa vũ khí của Hezbollah. Áp lực ngày càng lớn đối với cơ sở hạ tầng vốn đã suy yếu của Beirut khi lượng người tị nạn làm gia tăng tình trạng tắc nghẽn giao thông và thiếu thốn các dịch vụ cơ bản. Các nhà lãnh đạo Liban bao gồm Thủ tướng lâm thời Najib Mikati đã kêu gọi giữ vững hòa bình dân sự. Dù vậy, căng thẳng tôn giáo ngày càng rõ rệt, nhất là khi quân đội Israel tiếp tục kêu gọi sơ tán tại các khu vực họ cho là thành trì của Hezbollah quân đội Israel đã cảnh báo người dân tại các khu vực BK và Tire rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục nhắm vào những địa điểm này trong thời gian tới. Điều này càng làm gia tăng sự bất ổn, buộc thêm nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn an toàn. Sự di rời hàng loạt không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng tôn giáo, mà còn khiến tình hình nhân đạo tại Liban trở nên khó khăn hơn. Nhiều người lo ngại rằng sự tiếp đón người tị nạn có thể khiến họ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Linh mục Philip Ogla cho biết, giờ đây nỗi sợ hãi đang lan rộng và không ai biết tương lai sẽ ra sao. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc Filippo Grandi cảnh báo rằng Liban là một quốc gia mong manh, bất kỳ cú sốc nào cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Tình hình hiện tại tại Liban là một bức tranh phức tạp giữa xung đột quân sự, khủng hoảng nhân đạo và căng thẳng tôn giáo, trong đó mọi giải pháp đều đối mặt với nhiều thách thức. Cuộc khủng hoảng này không chỉ ảnh hưởng đến Băng mà còn tác động đến toàn khu vực trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Israel đã biến chiến dịch ám sát các nhà lãnh đạo của Hamas thành mục tiêu của cuộc chiến ở Gaza và coi ông Sinwar là một trong những mục tiêu lớn nhất của mình. Từ lâu bị Israel và Mỹ coi là người lập kế hoạch cho chiến lược quân sự của Hamas tại Gaza, ông Zaza Sinwar cũng đảm nhận vai trò là người đứng đầu chính trị của tổ chức này sau vụ ám sát thủ lĩnh Ismail Hanizeh trong nhiều tháng, ông Zaza Sinqua đã trốn tránh những nỗ lực của Israel nhằm truy sát ông, dẫn đến cái chết của nhiều thủ lĩnh cấp cao khác trong Hamas, bao gồm cả ông Hanizé. Cơ cấu lãnh đạo của Hamas vẫn còn nhiều bí ẩn, và giờ đây là những gì được biết về một số nhân vật nổi bật nhất, những người vẫn được cho là còn sống hoặc có số phận không rõ ràng. Ông Khaled Mesan, cựu lãnh đạo chính trị của Hamas, sinh ra gần thành phố Ramallah ở bờ Tây. Ông Mesan trở thành lãnh đạo văn phòng chính trị của Hamas vào năm 1996 chỉ đạo nhóm này từ nơi lưu vong. Hai năm sau, ông bị các điệp viên Israel tiêm một loại thuốc độc tác dụng chậm ở Jordani, khiến ông hôn mê trước khi được cứu bằng thuốc giải độc do chính Israel cung cấp như một phần của thỏa thuận ngoại giao với Jordani. Suốt cuộc đời mình, ông Mesan đã di chuyển từ quốc gia Ả Rập này sang quốc gia Ả Rập khác, sống ở Kuwait, Jordani, Qatar và Syria. Khi Mesan từ chức người đứng đầu văn phòng chính trị, ông được kế nhiệm vào năm 2017 bởi ông Hadijé. Ông Khaled Mesan vẫn là một quan chức có ảnh hưởng trong nhóm. Ông Khalil Anhaiza, phó lãnh đạo Hamas tại Gaza, hiện đang sống lưu vong tại Qatar, đã là một quan chức Hamas trong nhiều thập kỷ và là phó của Zaza Sinqua. Ông Hayza sống sót sau một nỗ lực ám sát của Israel vào năm 2007, khi cuộc không kích vào nhà ông ở Gaza đã khiến các thành viên trong gia đình ông thiệt mạng khi ông không có ở đó. Thành viên Bộ Chính trị Hamas, ông Moussa Abu Mazou là một trong những người sáng lập Hamas. Ông Abu Ma'zou bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nơi ông đã giúp thành lập một chi nhánh của nhóm anh em Hồi giáo Palestine, mà từ đó Hamas được thành lập. Sau đó, ông Ma'zou đến Mỹ, nơi ông đã giúp thành lập các tổ chức Hồi giáo, bao gồm cả những tổ chức tập trung vào sự nghiệp của người Palestine. Năm 1996, khi đứng đầu bộ chính trị của Hamas, ông đã phải đối mặt với cáo buộc của Israel về việc tài trợ và giúp tổ chức các cuộc tấn công khủng bố sau 22 tháng bị giam giữ tại nhà tù ở Manhattan vì nghi ngờ hoạt động khủng bố, ông đã đồng ý từ bỏ tư cách thường trú nhân tại Mỹ và cam kết sẽ không phản đối các cáo buộc khủng bố dẫn đến việc ông bị giam giữ. Sau đó, Mỹ đã trục xuất ông về Jordani. Ông Muhammad Deib, chỉ huy quân sự Hamas, là một trong những người bị tình nghi là người lập kế hoạch cho các cuộc tấn công thảm sát ở miền nam Israel ngày 7 tháng 10, đã gia nhập Hamas khi còn trẻ. Năm 2002, ông trở thành thủ lĩnh cánh quân sự Hamas lữ đoàn qua Sam, ký nhiệm người sáng lập đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Kể từ đó, Muhammad Deif đã chỉ đạo nhiều cuộc tấn công vào Israel, bao gồm một loạt các vụ đánh bom cảm tử vào năm 1996. Vào tháng 7 năm nay, lực lượng Israel đã ném bom hạng nặng xuống một khu vực ven biển đông đúc của Gaza nhằm ám sát ông Deif. Hàng chục người dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Quân đội Israel sau đó cho biết họ đã sát hại ông Deif trong một cuộc không kích. Hamas không xác nhận cũng không phủ nhận cái chết của ông. Theo tình báo Israel, ông Muhammad Deib đã đứng đầu danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt cao nhất của nước này trong nhiều thập kỷ và trước đó đã thoát khỏi ít nhất 8 lần ám sát. Năm 2014, một cuộc không kích của Israel đã giết chết một trong những người vợ và được con trai sơ sinh của ông.